Xin chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách các bạn sử dụng cái máy bắn cao độ. Nè, ví dụ để xác định coi vị trí này với vị trí này chỗ nào cao hơn thì mình sẽ dùng cái máy này. Cái máy này sẽ xác định cao độ của hai bên này. Đúng không? Nhiều người thì nói phía bên này thì sẽ cao hơn, phía bên này nè cao hơn nè, phía bên này thấp hơn nè. Thì để xác định đúng sai á thì mình sẽ dùng cái máy này đó. Đây là máy bắn cao độ. Đây. Bây giờ sẽ bắn cái chiều cao nào ta? Chiều cao đó hả? À, lấy cái chóp, chiều cao chóp. Vậy cái cây đó phải để vuông góc rồi. Rồi, sau đó di chuyển qua mé bên này. Cây đó kêu bằng cây mía đúng không? Sau đó mình bắn tiếp cái chiều cao của cây này. Rồi vậy là chiều cao mé bên này nè thấp hơn bên đây 2 ly đó. Mình sử dụng cái máy này đó, đây là cái máy bắn chiều cao. Vậy kết luận cuối cùng là chiều cao bên đây nó chỉ cao hơn chút xíu thôi, dạ em tạm chấp nhận được rồi. Ok.